Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô vạn cổ hiểu xưng danh Tôn giả Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cung kính gượng bái bạch chư Tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa quý Phật tử, mỗi độ thu sang lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan. Bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ, thổn thức tàn canh suối lệ tràn. Diễm phúc thay, được làm thân người đã khó, chúng ta lại còn được cha mẹ sinh ra. Cho dù một Đức Phật đã giác ngộ viên mãn, hay một chúng sinh còn phàm phu trong sinh tử luân hồi, cũng bắt đầu sự sống màu nhiệm từ song thân. Cha mẹ là hình ảnh duy nhất mà chúng ta chỉ có được một lần trong đời, như mặt trời chiếu sáng giữa hư không, như ánh trăng vằn vặc trong đêm huyền diệu, như biển cả không đổi lòng ấp ủ, như núi cao không xua đuổi mảnh rừng xanh. Ngày Vu Lan, ngày hồi sinh của đạo đức, ngày mở ra một hành trình giác ngộ giải thoát, ngày vun bồi truyền thống hiếu kính của ngàn xưa. Hỡi những người con, chúng ta hãy hành động cho kịp lúc, thực hành những hiếu hạnh cho song thân thêm sống thọ, để sung sướng cho những cống hiến hy sinh của đời mình tràn đầy ý nghĩa. Thật đồng cảm và xót thương cho những người con xa quê hương, vì cuộc sống mưu sinh phải đánh đổi tất cả những thứ tình cảm thiêng liêng từ cha mẹ, để lưu lạc nơi xứ người đầy lạnh lẽo và trống vắng, bỏ lại sau lưng sự ấm cúng, hạnh phúc và gần gũi những người thân yêu ở chốn quê nhà. Dù đau khổ ngút ngàn nơi xứ lạ, những người con này vẫn một lòng hướng về mẹ cha bằng tất cả tấm lòng nhân hậu, hiếu nghĩa, thật đáng trân trọng và khen ngợi. Do vậy, chương trình Vu Lan này là nhịp cầu nhỏ để xoa dịu những bước chân lạc lõng đang lê gót chậm, mà che giấu nỗi đau thầm kín trong lòng của anh chị em Phật tử nói riêng và người Việt Nam đang sống, học tập, làm việc tại Đài Loan nói chung. Kính bạch quý Ngài, theo lời Phật dạy, noi gương vạn cổ hiếu hạnh muôn đời của Tôn giả Mục Kiền Liên, hàng Phật tử chúng con tề tụ về đây gọi lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, thứ đến dâng cúng hiện tiền tăng. Vì nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ, sau nhờ quý Ngài nhất tâm chú nguyện, để cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, được nương nhờ vào oai lực này mà xa đường dữ, quay về cõi lành. Cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, biết nương tam bảo. Trên tinh thần đó, hôm nay ngày 23 tháng 7 năm 2017, nhằm ngày mùng 1 tháng 6 năm Đinh Dậu, tại hội trường Dụ Dân Lễ Đường, long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan nhằm tôn vinh tấm lòng tri ân và báo ân đối với hai đấng sinh thành. Đó chính là lý do của ngày đại lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh. Kính thưa quý Phật tử, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình đại lễ Vu Lan báo hiếu như sau. Thứ nhất, cung nghinh chư Tôn Thiền Đức Quang Lâm Chứng Minh. Thứ hai, tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự. Thứ ba, diễn văn khai mạc của ban tổ chức. Thứ tư, dâng lục cúng dường. Thứ năm, nghi thức cài hoa hồng gồm có ba phần như sau.
1. Nói về ý nghĩa cài hoa hồng. 2. Một phút mặc niệm thiêng liêng. 3. Cài hoa hồng. Thứ 6. Ca khúc bông hồng cài áo. Thứ 7. Lạy thù ân. Thứ 8. Ca khúc đạo làm con. Thứ 9. Nghi thức dân y cúng dường gồm có 2 phần như sau. 1. Tác bạch dân y. 2. Đạo từ của chư Tôn Đức chứng minh. Thứ 10. Ca khúc mẹ ơi mai con về. Thứ 11. Ca khúc xa mưa giông. Thứ 12. Tụng kinh Vu Lan. Cuối cùng thọ trai và hoàn mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay dưới ánh hào quang của chư Phật trong màu huỳnh y giải thoát, chúng con vô cùng xúc động và vui mừng nhận thấy có sự chứng minh trang nghiêm của chư Tôn Thiền Đức. Và đến chứng minh trong chương trình đại lễ Vu Lan sáng hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu có sự hiện diện chứng minh của Thượng Tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Chí Phong, trụ trì chùa Từ Quang, khu Quang Sơn, thành phố Đài Bắc. Thành phần ban tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Luân, Đại Đức Thích Nhuận Linh, Đại Đức Thích Đồng Lợi, tăng sinh du học tại Đài Loan. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Ngoài ra, chúng con cũng xin thành kính giới thiệu có sự hiện diện chứng minh của chư Tôn Đức Tăng Ni hiện đang du học tại Đài Loan, cùng chư Tăng Chùa Hoằng Pháp đã hoan hỷ tham dự chứng minh. Chúng con thành kính giới thiệu chung. Và cùng tham dự trong buổi lễ hôm nay còn có sự hiện diện của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện đang sống, học tập và làm việc tại Đài Loan. Xin trân trọng giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức chứng minh, kính thưa quý Phật tử, để mở đầu chương trình đại lễ Vu Lan sáng hôm nay là phát biểu khai mạc của ban tổ chức, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Luân, tăng chúng chùa Hoằng Pháp hiện du học tại Đài Loan, lên đại diện ban tổ chức phát biểu khai mạc. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vạn Cổ Xưng Danh Tôn Giả Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức chứng minh, kính thưa quý Phật tử, tiết Vu Lan mưa ngâu sụt sùi thương nhớ mẹ, mùa bảo hiểu hương trầm quyền tỏa niềm ân cha. Vu Lan bảo hiểu là truyền thống tốt đẹp khởi nguyên từ tinh thần tri ân và báo ân theo lời dạy của Đức Phật và noi theo gương hiếu hành của Tôn giả Mục Kiền Liên. Năm tháng trôi qua, đạo hiếu ấy đã thấm sâu vào lòng nhân loại và tạo nên một nét sống mới, nét sống của đạo đức, nét sống của tình người. Thật vậy, ngày lễ Vu Lan không chỉ là nghi thức được gói gọn trong cánh cửa chốn thiền môn, mà nó đã trở thành một ngày hội chung cho tất cả tâm hồn của những ai cùng hướng về nguồn cội thiêng liêng, mà gần nhất là hình ảnh của cha và mẹ. Báo hiếu, tri ân là tâm thái và hành vi tích cực được khởi đi từ nền tảng gia đình và hướng đến nhân loại trên khắp nhân gian. Gia đình là mái trường đầu đời, mẹ cha là thầy cô trước nhất của tất cả chúng ta. Do đó, nếu chúng ta thấm nhuần được tinh thần tri ân và báo ân, thì trước hết, ta đã xây dựng được một gia đình hiếu đạo, hòa thuận dưới trên. Xa hơn nữa,
Nếu mọi người đều sống được đạo lý tri ân và báo ân, thì sẽ tạo ra một xã hội bình yên, tương thân tương ái. Ngày nay, trên khắp thế giới nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng, nhân loại đang quen dần với lối sống vong ân và vị kỷ. Đó đây, đã, đang và sẽ còn nhiều những hình ảnh không đẹp của hàng con cái đối với cha mẹ, của anh chị em đối xử với nhau, hoặc rồng ra là của con người với con người. Thử hỏi, ai trong tất cả chúng ta đã từng một lần giật mình hay quặn lòng khi nghe thấy tiếng kêu thương của một xã hội thiếu hiếu đạo như thế chăng? Thiết nghĩ, hơn bao giờ hết, giờ đây khi mà xã hội đang rất cần và rất cần áp dụng triết lý sống, tri ân và báo ân của Phật giáo, như chúng ta đã từng nghe trong kinh Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Lời dạy này đã ăn sâu vào tiềm thức và khơi dậy đời sống tâm linh của người dân Việt Nam. Bằng chứng là cứ mỗi khi tháng 7 mùa Vu Lan về, hàng triệu người Phật tử trên khắp mọi miền, trong nước cũng như ngoài nước, lại nô nức sắm sửa lễ nghi hướng về ngày Vu Lan báo hiếu với tấm lòng thành kính tri ân nhất. Cho đến hôm nay, đại lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ mang ý nghĩa lễ hội truyền thống hay là dịp cầu cho những người đã khuất, mà hơn hết, nội hàm giá trị nhân văn nó truyền tải là thông điệp nhân bản của con người về tình thương yêu trên nền tảng chữ hiếu. Nó nhắc nhở người Phật tử về truyền thống, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam. Nó phản ánh tình phụ tử và tình mẫu tử như một đặc ân thiêng liêng nhất mà con người có được. Thông qua đây, mọi người được ôn lại những tấm gương hiếu hạnh mà trong kinh điển của Đức Thế Tôn và cuộc sống hiện thực của con người, được hiểu biết hơn về giá trị, vai trò, tầm quan trọng của chữ hiếu, được biết thế nào là phương pháp báo ân, báo hiếu đúng đắn theo tinh thần nhà Phật, và hiểu ra cái nguy hại của con người khi đánh mất đi chữ tâm, chữ hiếu. Trong tinh thần tri ân và báo ân sâu sắc, chúng con xin thành kính tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni. Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng quý Ngài cũng đã lưng mẫn về đây, chứng minh hòa chung niềm vui trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đến tất cả quý Phật tử đang sinh sống và làm việc, học tập tại Đài Loan, đã dành thời gian quý báu về tham dự lễ hôm nay, cũng như cảm niệm công đức của quý Phật tử phát tâm cúng dường tình tài, tình vật và công sức góp phần làm cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Xin chúc quý vị và gia quyến luôn an vui, hạnh phúc. Giờ này, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc đại lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức hiện tiền, người đã tạo thắng duyên lành trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Sau đây, thể theo chương trình là phần dân lục cúng dường sẽ được thể hiện với tất cả tâm thành của quý Phật tử. Xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh. Kính thưa quý Phật tử, nay ngày Bảo Hiếu Vu Lan, xa cha xa mẹ lòng mang mát buồn, cha mẹ như suối như nguồn, cho con vững bước trên muôn nẻo đường. Vâng, cha mẹ là động lực lớn lao, là điểm tựa không thể thiếu mỗi khi con vấp ngã. Mặc dù có cách trở về địa lý, nhưng cha mẹ vẫn luôn hướng về chân trời xa thẳm, nơi con đang bươn trải xứ người. Mong sao con có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ôi, tình cha mẹ bao la quá, cao xa quá. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý Phật tử, để bày tỏ tấm lòng tri ân của người con hiếu đạo, tiếp theo chương trình là phần cài hoa hồng. Kính mời cô Trần Tiểu Hoa lên diễn đọc về ý nghĩa cài hoa hồng. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay, nhân duyên hội đủ nơi đất khách quê người, chúng con thật hạnh phúc được tham dự đại lễ Vu Lan, được gần Phật Pháp, được nghe Pháp Màu, được tỏ bày những tình cảm mà lâu nay ẩn chứa trong đáy lòng về cha, về mẹ. Ôi, tình thương của cha, của mẹ thật bao la, vô bờ bến. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Công ơn của cha mẹ thật lớn lao, mỗi người chúng ta ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền, trong tình thương bao la của cha. Tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng. Đến bây giờ, khi lưng cha đã còng, khi tóc mẹ đã bạc, thì tình thương ấy vẫn dạt dào như sóng biển. Sự hy sinh của mẹ, của cha là quá lớn. Cha mẹ vì ta bôn ba khắp chốn, tần tảo nhọc nhằn, dãi nắng dầm mưa, lo toan mọi bề, không hề oán trách. Dầu mang nghiệp chướng cũng cam, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam, bị cầm. Giờ đây, khi ở quê người, khi có gia đình riêng, thì con mới biết, để nuôi dạy con đến ngày hôm nay, bố mẹ phải trải qua biết bao vất vả, cực nhọc. Khi con mới sanh, mẹ đã phải thức trắng nhiều đêm để trông nom, săn sóc. Cha phải đi giặt tã, lau nhà, gánh nước. Khi con bị sốt, lòng cha mẹ thấp thỏm không yên. Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Con tự hỏi khi con chập chững, ai đã cầm tay con dắt đi từng bước? Khi lỡ ngã đau, ai lên tiếng xích xô? Khi được vinh quang, ai vui mừng trong nước mắt? Cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình để mang lại cho chúng ta một cuộc sống tốt nhất. Đi khắp thế gian, không ai sánh bằng mẹ. Gian khổ cuộc đời, ai gánh nặng hơn cha? Nước biển mênh mông, không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng,
phụ kính công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con. Vậy mà chúng con trong đêm dài tăm tối, mãi mê với những thứ hiện tại, tranh đua với đời mà quên đi hình bóng mẹ cha. Trong kinh Phật dạy, vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tụy, máu đổ thịt rơi cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Dù có vì cha, vì mẹ, đốt thân làm đèn cúng dường chư Phật cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Khi nghe tới đây, ta chợt rùng mình sợ hãi, bởi năm xưa đã bao lần ta làm cho cha mẹ phải đau lòng, đã bao lần ta ngỗ nghịch, đã bao lần ta đi chơi không về để cha mẹ lo lắng u sầu mất ngủ. Xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, bởi vì mẹ là một dòng suối mát, cha là một kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta vô tư dại khờ làm tổn thương mẹ, tổn thương cha. Xin mẹ hiền nhận lại con bất hiếu, đã bao lần con làm mẹ khổ như xưa, đã bao lần con làm mẹ khóc như mưa. Giờ đây trong ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp, trong cuộc sống gian nan, con mới nhận ra tình cha tình mẹ là thiêng liêng nhất. Năm xưa tôi ra đi nơi đất khách quê người, xa cách bóng mẹ cha, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ xa quê. Trên bước đường vắng vẻ, lặng lẽ giữa dòng đời, tiếng chuông chùa nhẹ rơi, tôi thấy tôi thiếu mẹ, là thiếu cả bầu trời. Dù cuộc sống có giàu hay nghèo, có mẹ, có cha là một điều hạnh phúc tuyệt vời nhất. Đức Phật dạy, hiếu với mẹ cha tức là kính Phật. Nếu ở đời không có Phật thì hãy khéo thờ cha, thờ mẹ như phụng thờ Phật dạy. Những ai hiếu đạo được Đức Phật xem ngang hàng với các phạm thiên, sống ở cõi đời phạm thiên được xứng đáng được mọi người tán thán, cung kính, cúng dường. Cảm ơn bố mẹ đã cho con sự sống, đã là những người đầu tiên chào đón con với thế giới này, và sẽ tiếp tục đồng hành cùng con trong năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Cảm ơn bố mẹ đã nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành, là nguồn kinh nghiệm cho con học tập, là sự hỗ trợ lớn lao cho con cất bước vào đời. Dù đi đâu, con vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Cha mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, với ý nghĩa du lan báo hiếu, với những bông hồng thắm cài trên ngực. Hỡi những ai đang còn mẹ, còn cha, Đức Phật dạy, thế gian vô thường, không có gì tồn tại mãi. Dù cuộc sống vẫn bình thản trôi, nhưng ta đừng vô tình với nó.
Đừng để một ngày kia khi vô thường chợt đến, khi mẹ, khi cha ra đi vĩnh viễn phương trời, khi mọi thứ đã không còn kịp nữa, mới than rằng trời, trong suốt mấy năm qua tôi chưa từng nhìn kỹ được những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ, chưa từng nhìn kỹ đôi vai gầy guộc của cha. Xin đừng để ngài mẹ không còn thì giờ nhìn kỹ ta, và ta không còn cơ hội để nhìn kỹ mẹ. Đừng để đến lúc khi cha, khi mẹ ra đi vĩnh viễn, mình mới nhận ra ta đã mất cha, ta đã mất mẹ, mất đi mái ấm tình thương. Như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ như mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Ta mất mẹ rồi, ngày tháng lê thê, trong ảo giác tìm đâu ra thực nữa. Quê xưa buồn quạnh quẻ, vắng bóng mẹ hiền ơi. Chuỗi ngày thơ ta đông đầy kỷ niệm, trong khoảnh khắc đã trở thành vị vàng. Trong bóng đêm vô tận vừa không gian, như có hình ảnh mẹ chập chờn phía trước đợi chờ ta. Giờ đây ta chợt nhận ra, hình như mình chưa bao giờ thật có ý thức rằng mình vẫn còn mẹ, còn cha. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mê mải trên bàn chân rong rội, mắt mẹ già thầm lặng dội sau lưng. Vậy nên những ai đang cài trên ngực những bông hồng đỏ sắc, chiều nay khi về nhà hãy gọi điện ngay cho cha, cho mẹ. Hãy chạy thật nhanh về nhà, hãy ngồi sát bên mẹ, cận kề bên cha, và ta sẽ nhìn mẹ thật lâu, nhìn cha thật kỹ, để trông thấy cha, để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên ta. Cầm tay mẹ và ta sẽ nói: mẹ ơi, mẹ có biết không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không? Lại một mùa du lan nữa đã tới, tôi không được về bên mẹ. Mẹ ơi, nơi phương trời xa xôi con ngậm ngùi rơi lệ, cho thân phận hẩm hiu, bao năm lăn lóc nhục vinh, lên đêm trên biển cả, cho duyên kiếp bẻ bàng, bao năm lăn lóc nhục vinh, trong tâm con vẫn in hình mẹ yêu. Quê người một mảnh trăng treo, ánh vàng hiu hắt gió theo biển về. Mẹ ơi, nắng ấm tình quê, con đang lạc lõng bốn bề tuyết rơi. Dù rằng hai cảnh hai nơi, nơi con cắt rốn, nơi đời tạm dung. Mẹ ơi, mẹ có biết không? Những giọt nước mắt của con giữa đêm khuya, khóc cho duyên phận long đong. Những giọt nước mắt của các anh, khóc cho kiếp phù sinh được mất. Và trải nhiều những giọt nước mắt của em con, ngày ngày đang đối viện với bao nhiêu ngang trái, phụ vàng. Ai là người lau nước mắt
cho chúng con, những người công việc đang ở xứ sở xa xôi, lạnh lẽo và bạc bẽo này. Mỗi người công việc đang lao động hay lấy chồng ở đây là một câu chuyện không đoạn kết. Thực tế, cuộc đời của họ đã rẽ sang một lối mới. Có lẽ đó là cơ hội hay thử thách muộn phiền. Cơ hội để kiếm tiền cải thiện đói nghèo cho gia đình nơi quê nhà. Đổi lại là nước mắt, là thương đau, là khổ sầu. Và có khi là xương máu, là sinh mạng của con đó mẹ. Con thương mẹ như chính bản thân mình, và thương cho nhiều người cùng chung số phận bi thương nghiệt ngã này. Nhưng mẹ ơi, dù đau khổ ngút ngàn, nhưng những người con này luôn hướng về cha mẹ bằng tất cả tấm lòng hiếu nghĩa. Đêm đêm khấn nguyện Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Theo lời Phật dạy, thiện căn là nguồn gốc sinh ra các công đức. Chúng con nguyện làm nhiều việc lành, tu tâm, dưỡng tánh, ăn chay, niệm Phật, cầu cho cha mẹ đang ở phương trời xa luôn được khỏe mạnh, bình an. Trong giây phút thiêng liêng và ý nghĩa của buổi lễ du lan này, chúng con xin mở rộng tấm lòng, nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả những ai còn cha, còn mẹ trên khắp hành tinh, được ăn chiêm công đức, người mất được vãng sanh miền cực lạc. Nguyện cầu âm siêu vương thái, thế giới thanh bình, mỗi gia đình đều được ấm no hạnh phúc, mọi người con đều biết hiếu thảo với mẹ cha. Cầu nguyện cho sư phụ, quý thầy, quý cô, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, để chúng con nương theo tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính thưa quý Phật tử, để tưởng nhớ công ơn to lớn của Tam Bảo, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, công ơn của các vị thánh tử đạo đã dâng trọn đời mình cho đạo pháp được trường tồn, và để tưởng nhớ công ơn sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã nuôi nấng chúng ta nên người, đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến ơn đất nước, đồng bào, ơn vạn loại chúng sanh. Vào giờ này, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức khởi thân, kính mời quý Phật tử đồng đứng lên, chắp tay trang nghiêm, lắng động tâm tư, nhất tâm tưởng niệm. Phúc mặc niệm bắt đầu. Phúc mặc niệm trôi qua. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội chúng, thầy là người tiếp nối và truyền thừa Phật pháp, thầm lặng dâng tặng cuộc đời của mình, dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi lầm mê để tìm cầu về hạnh phúc chân thật. Chúng con xin cung kính chắp tay cúi đầu đảnh lễ, và xin được phép cài lên chiếc y giải thoát của quý ngài bằng đóa hồng vàng, biểu tượng của tình thương thoát tục thanh cao. Hồng vàng dân Phật pháp tăng, hồng đỏ dân mẹ cha mừng Vu Lan,
hồng trắng xúc động bàng hoàng. Con coi cúp mẹ lại càng xót xa, hồng hương còn mẹ mất cha, nép bên chân mẹ lệ nhòa tiếc thương. Sau đây xin mời quý Phật tử trong đoàn cài hoa bước lên cài hoa cho chư tôn đức, sau đó di chuyển xuống dưới cài hoa cho quý Phật tử. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Suy mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngờ đời mình không lớn khôn thế, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mát sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồn cao, là tiếng vâng liêng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết là con thương mẹ không? Có hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng, hãy cùng tôi vui sướng đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa quý Phật tử, cha mẹ là người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng và dạy dỗ ta thành người. Dẫu có nói biết bao điều, cũng không thể nào tạ hết công ơn. Và dẫu đánh đổi cả cuộc đời, cũng không thể nào đền đáp được mẹ cha. Cuộc đời bao nỗi đắng cay, nhìn về cha mẹ lệ cay nghẹn ngào. Hôm nay nước mắt tuôn trào, nhớ ơn cha mẹ cả đời cưu mang. Vì vậy, trong giờ phút trang nghiêm này, trên được sự gia hộ của mười phương chư Phật, dưới được sự lân mẫn chứng minh của hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, xin mời toàn thể đạo tràng đồng đứng lên, chắp tay trang nghiêm thật thành kính, hướng về ba ngôi Tam Bảo để lễ tạ ân đức mẹ cha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh, thời giờ này chúng con xin được đối trước quý Ngài, nhất tâm cung thỉnh quý Ngài từ bi chứng minh cho hàng Phật tử chúng con lễ tạ ân đức cao dày của hai đấng sinh thành trong ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu sáng hôm nay. Kính lạy mẹ, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Tâm quảng đại của mẹ là thiêng liêng, là cao quý, là mãi mãi và bao giờ lúc nào cũng cho đi không mong cầu đòi lại. Hôm nay trong ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, chúng con xin niệm ân của người 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Lạy thứ nhất, nhân duyên đã bao đời con vào nơi thai mẹ, 9 tháng trường cưu mang, nặng nhọc không hề than. Lạy thứ hai, đau đớn lúc sanh trẻ, thân thể mẹ mở toan, nghe được tiếng con khóc, bao lo âu liền tan. Lạy thứ ba, mẹ nằm chỗ ẩm ướt, khô ráo để nhường con, chân ấm phòng gió rét, quạt mát lúc trời nồng. Lạy thứ tư, sống nhờ bầu sữa mẹ, hy sinh cho con trẻ, ăn đắng dành miếng ngọt, mong con chóng nên người. Lạy thứ năm, thức khuya cùng dậy sớm, hầu hạ con trẻ thơ, đau ốm mẹ lo lắng, chăm sóc con từng giờ. Lạy thứ sáu, con là con của mẹ, dù sức mẹ tật nguyền, không phân biệt tròn khuyết, bởi vì huyết nhục mình. Lạy thứ bảy, vì nuôi con khôn lớn, mẹ tạo nghiệp dối gian, miễn con được hạnh phúc, bị quả báo cũng cam. Lạy thứ tám, xa con mẹ đau khổ, vắng bóng mẹ nhớ thương, vắng tin mẹ lo lắng, ngày đêm những thương buồn.
Lạy thứ chín, khi con đã lớn khôn, mẹ đưa con đến trường, con tới tuổi trưởng thành, lo chồng vợ công danh. Lạy thứ mười, dù mẹ hơn trăm tuổi, vẫn thương con 80, đến lúc sắp lìa đời, tình mẫu tử chưa nguôi. Kính lạy cha, tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu. Chiều thu Vu Lan, những câu hát êm đềm đó lại vang vọng bên con, chợt khiến con bồi hồi xúc động, nghĩ tưởng về ân đức của người. Giờ đây, chúng con xin được niệm ân của người với tất cả những gì tôn kính nhất. Lạy thứ nhất, nhớ lại ơn đức cha. Lúc con mới tượng hình, lòng cha mừng khôn xiết, con tiếp nối đời mình. Lạy thứ hai, khi con sinh ra đời, vì người con yêu quý, cha không nghĩ gian khó, nắng mưa cùng sương gió. Lạy thứ ba, đường đời cha lặn lội, bát cơm đầy cha nuôi, manh áo lành cha kiếm, con no ấm cha vui. Lạy thứ tư, vất vả những cơ hàng, xin nhai cha lập kế, sớm chiều cùng nhân thế, vật lộn với thời gian. Lạy thứ năm, cửa nhà cha gây tạo, cơ đồ cha lo toan, chắc chiêu từng cắt bạc, cực khổ chẳng hề than. Lạy thứ sáu, nghiêm khắc dạy bảo con, dìu con bước vào đời, truyền trao những kinh nghiệm, hướng sự nghiệp rạng ngời. Lạy thứ bảy, ngày nay con trưởng thành, học hành được nên danh, hạnh phúc con có được do ơn phước của cha. Lạy thứ tám, bầu trời cao thâm thẳm, đất nọ rộng thênh thang, công cha không thể tả, cao vút tận mây ngàn. Lạy thứ chín, tình thương cha vô tận, vượt cả khoảng thời gian, bao la vô bờ bến, khắp vũ trụ chứa chan. Lạy thứ mười, hôm nay rằm tháng bảy là đại lễ Vu Lan, dân chọn lòng thành kính tưởng nhớ ơn cha ban. Sống thế nào để cha đừng buồn, phải
phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha xa sang vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân trên vẫn đang từng ngày mong ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh. Nhớ xưa đức mục Kiền Liên, nương nhờ tăng chúng cửu liền mẫu thân. Nay con sẫm sanh lễ phần, kính nhờ tăng bảo từ tâm chủ nguyện. Giờ đây kính mời quý Phật tử kính cẩn dâng lên những phẩm vật cúng dường cho chư tôn đức, để hồi hướng công đức này về cho cha mẹ. Xin trân trọng kính mời.
Phật của hàng Sa Môn, noi gương từ phụ Thế Tôn, hoàng khai giáo pháp Tam Môn muôn ngàn. Ngày nay thiền tinh các hàng Ca Sa Đại Lễ nghiêm trang cúng dường, nhân y dưới tấm lòng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kỳ Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức hiện tiền chứng minh. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu lại về, chúng con xin được đại diện cho toàn thể quý Phật tử hiện diện tại đạo tràng, đầu thành đảnh lễ kính dâng lên lời tác bạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, chúng con kính nghe Đức Phật dạy rằng: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, đức tin khó có, và thật may mắn thay, hôm nay chúng con được làm thân người, được nghe chánh pháp, được gặp chúng tăng, nên chúng con đã có một niềm tin chân chính vào ba ngôi Tam Bảo. Kính bạch quý ngài, chúng con biết rằng có được thân này là nhờ ơn sinh thành dưỡng nuôi của cha mẹ. Cha đã cho chúng con nghị lực, niềm tin và sức mạnh để đi vào cuộc sống. Mẹ sinh chúng con trong khổ cực, 3 năm cho bú mớm, 10 tháng cưu mang, đắng cay luôn chịu, bùi ngọt lại nhường phần con. Có mẹ, có cha, chúng con cảm thấy mình như có cả bầu trời hạnh phúc. Với người con hiếu hạnh thì ai cũng muốn tìm cách báo hiếu mẹ cha. Và chúng con ở đây thật là may mắn khi đều là những người con của Phật, nên vâng theo lời Phật dạy, cúng dường Tam Bảo sẽ mang lại phúc đức hằng xa. Trên tinh thần cao cả ấy, và hôm nay nhân mùa an cư đã mãn, ngài chư Phật hoan hỷ đã về, chúng con diễm phúc được tận hưởng hương hoa hiếu hạnh, hoàn nguyện noi theo dấu chân của tôn giả Mục Kỳ Liên, thỉnh Phật cầu tăng lập đàn dâng cúng pháp y để hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ hiện tiền được vạn sự an lành. Cầu cho cổ huyền thất tổ, cha mẹ đã quá vãng, nương nhờ sức chú nguyện của quý ngài mà sớm được siêu sanh tịnh cảnh. Lại nguyện cho tất cả mọi người trên cõi đời này luôn là những đứa con ngoan hiền, hiếu hạnh với mẹ cha. Nguyện cho thế gian không còn những tiếng khóc, tủi than âm thầm trong đêm tối vì đã vĩnh viễn mất đi dòng suối ngọt thâm tình của hai đấng sinh thành. Và đây là chiếc huỳnh y, là pháp khí, là báu vật vô giá, là tín vật của ba đời chư Phật đã gói trọn bằng cả lòng thành. Chúng con kính dâng lên 10 phương chư Phật cùng hiện tiền chư tôn đức tăng,
ngưỡng mong quý Ngài từ bi hoan hỷ thọ nhận và chứng minh cho chúng con được vuông tròn chữ hiếu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 23 tháng 7 2017, quý Phật tử người Việt Nam sinh sống tại Đài Loan được Chư Tăng người Việt Nam du học tại Đài Loan tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu, đồng thời quý Phật tử noi theo gương của Ngài Mục Kiền Liên sắm sanh phẩm vật y phục dâng cúng lên Chư Tôn Đức Tăng Ni, nguyện đem công đức này hồi hướng ông bà cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, ông bà cha mẹ quá vãng nhờ công đức này được siêu sinh tịnh độ. Thay mặt Chư Tăng Ni hiện diện tán thán tinh thần hiếu tâm hiếu hạnh của toàn thể quý Phật tử. Kính thưa quý vị, ngược dòng lịch sử thời Đức Phật còn tại thế, Ngài có một vị đại đệ tử tên là Mục Kiền Liên. Sau khi Mục Kiền Liên tu hành chứng đắc được lục thông, liền nghĩ đến công sinh thành dưỡng dục của người mẹ. Mục Kiền Liên đã dùng đạo nhãn của mình quan sát xem coi mẹ tái sanh về cảnh giới nào. Cuối cùng, Mục Kiền Liên đã nhìn thấy mẹ đọa làm ngạ quỷ, đói khổ. Thương mẹ, Mục Kiền Liên đã dùng thần thông của mình đem bát cơm cho mẹ dùng. Thế nhưng bà Thanh Đề vì lòng bỏng sẻn, khi nhận được bát cơm lấy tay che đậy, sợ những ngạ quỷ khác giành ăn của mình. Bà Thanh Đề vừa đưa cơm lên miệng thì cơm hóa thành lửa, không thể ăn được. Mục Kiền Liên thương mẹ, trở về tinh xá gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thưa chuyện về người mẹ của mình. Đức Phật dạy Mục Kiền Liên vào ngày rằm tháng 7, ngày Chư Tăng Tự Tứ, ông nên sắm sanh phẩm vật y phục dâng cúng lên Chư Tôn Đức Thánh Tăng, nhờ sức chú nguyện của các ngài mà mẹ ông có thể thoát khỏi khổ cảnh, sinh về lạc cảnh. Mục Kiền Liên vâng lời Đức Phật, vào ngày rằm tháng 7 đã sắm sanh phẩm vật cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Thánh Tăng về cúng dường trai tăng, và nhờ sức chú nguyện của Chư Tôn Đức Tăng mà bà Thanh Đề đã thoát khỏi khổ cảnh, sinh về lạc cảnh. Từ đó đạo Phật của chúng ta có ngày lễ Vu Lan hết sức là cao quý và tràn đầy tình người. Ngày hôm nay quý Phật tử cũng noi theo gương hiếu của Ngài Mục Kiền Liên sắm sanh phẩm vật y phục dâng lên cúng dường Chư Tôn Đức Tăng Ni, nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sinh tịnh độ. Thầy xin thay mặt Chư Tôn Đức Tăng tán thán tinh thần hiếu tâm hiếu hạnh của toàn thể quý Phật tử. Nói đến chữ hiếu là chúng ta nói đến tinh thần tri ân và báo ân đối với hai đấng sinh thành. Tri ân có nghĩa là biết cái công lao sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ,
Báo ân là chúng ta thể hiện tấm lòng của người con đối với cha mẹ. Khi còn nhỏ, vâng lời cha mẹ, cố gắng học hành. Khi lớn lên, chúng ta phải lo cho cha mẹ về vật chất. Ngoài việc lo vật chất đầy đủ, người Phật tử của chúng ta cần phải hướng cha mẹ hiểu biết Phật Pháp, biết tu, để hiện đời cha mẹ được an vui, hạnh phúc. Khi từ giã cõi đời này, cha mẹ được sanh về thế giới tốt đẹp. Đây là tinh thần hiếu hạnh của người con Phật. Nếu chúng ta chỉ biết lo cho cha mẹ về vật chất, mình làm có tiền gửi về cho cha, cho mẹ, nhưng cha mẹ không biết tu, sau khi từ giã cõi đời này, nếu đọa địa ngục hoặc làm ngạ quỷ súc sanh, thì tấm lòng hiếu thảo của chúng ta chưa trọn vẹn. Đây là điều mà người Phật tử cần phải suy nghĩ và làm cách nào đó để cho cha mẹ mình hiểu được Phật Pháp, biết tu hành, để hiện đời được an vui, hạnh phúc và đời sau được sinh về thế giới tốt đẹp. Nếu chúng ta chỉ chăm chú về vật chất, cha mẹ được đầy đủ hiện tại mà khi qua đời đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì chúng ta có đau khổ lắm không? Chắc chắn là chữ hiếu chưa trọn vẹn. Do vậy là người Phật tử cần phải thể hiện cái tinh thần báo hiếu bằng cách hướng cha mẹ hiểu Phật Pháp, quy y Tam Bảo và thực hành lời Phật dạy. Tinh thần hiếu thảo của người con Phật, ngoài việc chúng ta thể hiện trong ngày lễ Vu Lan hôm nay, điều quan trọng là mình phải tu tập. Cụ thể là người Phật tử cần phải giữ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Khi mình đã có được cái nhân cách đạo đức làm người, ai cũng quý mến, tôn trọng mình, đó là chúng ta thể hiện tinh thần báo hiếu đối với cha, đối với mẹ. Nếu quý vị lo cho cha mẹ rất là đầy đủ về vật chất, nhưng bản thân mình là người không có đạo đức, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì người ta khinh chê mình, người ta coi thường mình, thậm chí người ta chửi mắng mình. Như vậy thì hễ mà chửi đến mình đó là chửi đến cha mẹ mình. Bởi vì thân của mình là thân của cha mẹ, mà nếu mình làm điều tốt, cha mẹ được tiếng thơm, làm điều xấu, cha mẹ cũng ảnh hưởng. Thường thì quý vị thấy nếu mà mình có một đứa con hư đó, người ta rủa, người ta mắng, người ta nói cái thằng này là con của bà này, con của ông kia. Do vậy chúng ta cần phải giữ nhân cách đạo đức làm người, cụ thể là năm giới. Khi chúng ta có đạo đức, mọi người quý trọng tôn kính mình, đó là thể hiện sự báo hiếu đúng nghĩa. Và đặc biệt tất cả chúng ta, những người tha phương cầu thực, những người xa quê xa xứ phải sinh sống ở một đất nước khác, chúng ta cần phải giữ gìn nhân cách đạo đức nhiều hơn nữa. Vì sao? Vì quý vị đi qua bên đây, mình mang danh là người gì? Người Việt Nam. Thì chúng ta phải thể hiện được tư cách đạo đức của người Phật tử, và cụ thể là người Việt Nam. Nếu chúng ta làm một điều gì xấu thì ảnh hưởng không chỉ bản thân mình, mà người ta nói ông này bà này là người Việt Nam, ảnh hưởng đến cả một dân tộc, một đất nước của chúng ta. Có cô giáo ở Đài Loan đang ngồi dự với chúng ta, hôm qua có đến phỏng vấn thầy, thì cô cũng có nêu lên vấn đề có một số người Việt Nam rất là nóng tính và
có những cái thái độ không tốt như vậy thì như thế nào? Đó, quý vị thấy không? Người ta đánh giá chứ. Nếu mà người Việt Nam mình qua đây sinh sống, mình thể hiện đạo đức là người tốt, thì người ta quý người Việt Nam mình, quý dân tộc mình, quý đất nước mình. Ngược lại, nếu mà chúng ta qua đây có những lời nói, hành động không tốt, thì người ta đánh giá không chỉ bản thân mình mà cả một cái dân tộc, đất nước của mình. Cô cũng rất là có tâm. Cô nói bây giờ thầy có cái biện pháp nào có thể giúp cho những người Việt Nam qua đây sống tốt, đừng có quậy phá, đừng có đánh nhau. Thì đó là một sự thật. Có một số người Việt của chúng ta sống ở bên này quậy phá, đánh nhau. Thì khi mà báo chí đưa lên thì quý vị cứ thấy mình rất là xấu hổ. Thí dụ như quý thầy ở Việt Nam qua đây, người ta nhìn mình, ô cái ông này là Việt Nam, thì như vậy là xấu chung. Cho nên đó là trên cái tinh thần báo hiếu của người con Phật chúng ta, là làm thế nào mình phải có được cái nhân cách đạo đức, sống như thế nào đó để đẹp mặt cho mình, đẹp mặt cho ông bà tổ tiên mình, đẹp mặt cho quê hương xứ sở của mình. Thì như vậy mới thể hiện đúng cái tinh thần của người con Phật, mà đúng với tinh thần tri ân và báo ân. Thì hôm nay nhân dịp quý thầy Việt Nam du học ở Đài Loan, kết hợp với quý Phật tử Việt Nam sinh sống ở Đài Loan, đã tổ chức được cái buổi lễ Vu Lan hôm nay hết sức là ý nghĩa. Và thầy rất là tán thán cũng như tri ân quý thầy, quý Phật tử đã bỏ rất nhiều cái thời gian học tập, làm việc để tổ chức cho các Phật tử xa quê có được buổi lễ Vu Lan hôm nay rất là ý nghĩa. Thầy nghĩ rằng sang năm chúng ta cần phải tổ chức những cái buổi lễ như thế này, và mình cần phải khuyến khích động viên cho các người thân của mình nên tham dự buổi lễ như thế này, rất là cần thiết, và giúp cho những người Phật tử Việt Nam có được cái nhận thức đúng để sống như thế nào đó cho tốt, thể hiện được cái tinh thần hiếu tâm hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với quê hương đất nước. Chữ hiếu ở đây là mình nhớ đến nguồn cội. Khi mình nhớ đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên là mình phải nhớ đến đất nước quê hương của mình. Mà nhớ đến đất nước quê hương thì chúng ta không nên làm những gì để ảnh hưởng đến cả một dân tộc. Thì thay mặt chư tôn đức tăng ni hiện diện, nạp thọ phẩm vật cúng dường của toàn thể quý Phật tử, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị cũng như ông bà cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, ông bà cha mẹ quá vãng nhờ công đức này mà được siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chân chư tôn đức đã nạp thọ cho rồi, lại còn ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ từ hòa để chúng con vẹn tròn chữ hiếu, cũng như biết lối tu hành. Hàng Phật tử chúng con xin được y giáo phụng hành và thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Từ ngày
dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dày bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo dày. Cha ơi sao cha chưa về nhà trên, bếp chưa vắng tanh, đời giới trong mỏi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm trời xa mưa giông cho mưa kéo gió mèo cây cầu, cha bắc qua sông để mẹ về nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thua buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đi. Dẫu mà trời còn làm mưa, cứ mưa hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dày bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, chén canh ca cắm cầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính thưa mọi người, cảm ơn tất cả các thành viên Phật tử.
con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu ai con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày lầm lũ vì con, đạo làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao.